Rồi cho nhau không biết nó vỡ đấy. Đấy, đấy. Đấy. Đâu vậy đi? Quan thượng giáo ạ. Nhiều quá chừng mới được ra cái chồng. Quan thượng giáo. Cái này anh vẫn cứ để một ngày thôi nhỉ? Đúng rồi, để một ngày để thoải mái. Chứ bây giờ cơ bản là cái này là mình ấy rồi, mình thì mình biết hai đứa thảo là sao? Không rồi. Không khó thảo. Không khó thảo lắm rồi. Một trăm này nó không như những cái kia. Cái nào không thảo luôn. Học hỏi anh em đấy, thì mới. Rồi con thấy bố lên UPA học hỏi nhiều chứ. Đúng rồi. Con thấy chẳng thấy lắp chậu mới là tháo chậu nữa. Nói chung là những này phải có kỹ thuật đấy. Học hỏi đấy, phải học hỏi thì làm được. Rồi gãy nhiều lần rồi mới lên gì. Thực ra là nó trả giá cũng đắt phết đấy. Nhiều lắm rồi đấy, cho con 2-3 cái luôn. Yeah, cứ vỡ là cũng mệt đấy. 2 cái là vỡ. Nhiều. Anh em chọn thau là học. À cứ xoay thế là ra thôi. Rồi. Nói chung để thiết kế được cái này cũng phải có tư duy đấy. Đúng rồi. Chứ không phải đơn giản đâu. Nhìn thì có vẻ rất đơn giản nhưng mà nghĩ được ra cái phương án như này cũng đau đầu phết đấy. Đau đầu đấy. Chưa đâu. Đau đầu phết. Kệ đấy. Ui giời, quá nhanh. Quá nhẹ nhàng. Tình cảm. Một ngày đấy, chiều qua anh rồi đấy. Chiều qua, hôm nay là đã tháo được là nhanh ấy. Cái này không có thiết kế, cái này mình chủ động được. Đúng rồi. Thời gian của mình ấy. Chứ mà cứ ngồi bậy bậy kích kích lên là cũng cũng mệt đấy nhỉ. Nó hay bị hỏng. Nó hỏng cuốn hỏng khuôn. Em làm hỏng rất nhiều ấy, xong mới lên thành người đấy. Đúng rồi. Quá nhiều. Quá nhiều ấy. Đấy, bao nhiêu bộ này. Rất nhiều. Ok. Con gái ấy biết tháo vẽ đây. Đây. À cái này là anh cứ để cho khô hết đúng không? Đúng rồi, chứ đỡ phải chờ 4 tiếng. Rồi. Hết rồi. Bước đi chân vậy này. Chân là con đấy, đẹp ngay. Cái này là không không cần thiết kế cái vít sắt vào đâu đúng không anh?
không chứ thần nước vào được rồi. Nói chung là cái ba bia nó không không to. Này, này nó khít. Cái lấy anh lấy cái khuôn. Giá ít thôi. Cái 60 về sau này cũng vậy. Cũng lấy nó nhất cái ba bia nó khít. Đây. À. Đánh sau này nó làm khít hơn cái đợt trước. Trước ba bia là phải đai nhưng mà. Tiếp rồi nó đẹp. Cái này là cái